Chào tất cả các em học sinh thân mến. Ở phần nội dung hôm nay là chương trình dạy học trực tuyến trên Internet, được thầy cô Tổ giáo dục thể chất thực hiện. Nội dung bài học, thể dục, bài thể dục nhịp điệu nữ khối 10-16 động tác. Ôn động tác từ 1 đến 3, học mới động tác từ 4 đến 6. Mục tiêu cần đạt. Biết cách thực hiện động tác 4 đến 6. Thực hiện cơ bản động tác. Vận dụng tập luyện hàng ngày. Trước khi vào nội dung bài học, các em tiến hành khởi động và căng cơ. Xin chào tất cả các em. Hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn phần khởi động chung cho bộ môn thể dục. Nguyên tắc khởi động, chúng ta sẽ khởi động từ trên xuống và từ xa đến gần. Phần 1, khởi động chung, động tác 1, xoay cổ, hai chân rộng bằng vai, hai tay sống hông, xoay chiều từ phải qua trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay cổ tay cổ chân, chân trái trước, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chân, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay cẳng tay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, xoay cánh tay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, động tác phần mình, ở tư thế nghiêm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 6, tay này chạm mũi chân kia, hai chân sang ngang cộng hông vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay gối, hai tay đặt trên đầu gối, xoay từ ngoài vào trong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 8, gập duỗi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phần 2, căng cơ. Động tác 1, hai chân chụm vào nhau, nhón chân, hai lòng bàn tay đan vào nhau, duỗi thẳng lưng ra phía sau tạo hình cánh cung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 2, hai tay chạm mũi chân, hai chân thẳng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 3, hai chân sang ngang, hai chân rộng hơn vai, hai bàn tay nắm hai cổ chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 4, hai tay nắm cổ chân trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 5, đặt chân trái trước, chân phải sau, hai tay để sau gót, căng thân về phía sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai tay chạm mũi chân trái, hai chân thẳng. 2, 2,
7, 8, đổi bên. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác 6, ép ngang, ép chân trái trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vừa rồi thầy đã hướng dẫn cho các em phần khởi động chung trong bộ môn giáo dục thể chất gồm hai nội dung. Nội dung 1, xoay các khớp. Nội dung 2, căng cơ. Chúng ta sẽ tiến hành với nội dung thể dục. Chúng ta tiến hành ôn lại động tác mới từ 1 đến 3. Tổng quan động tác từ 1 đến 3. Sau đây là nhịp đếm, các em cùng chú ý lắng nghe và thực hiện. Tư thế chuẩn bị, đứng thẳng, hai tay thả lỏng tự nhiên, căng ngực, mắt nhìn thẳng. 5, 6, 7 bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Chúng ta tiến hành học động tác mới từ 4 đến 6. Động tác 4, tay ngực 4 lần 8 nhịp. Tư thế chuẩn bị. Tư thế đứng cơ bản, 8 nhịp lần 1. Nhịp 1, 2 nhúng duỗi gối, đồng thời đưa chân trái ra trước. Tay trái đưa ngang bàn tay sắp, tay phải gập trước ngực. Căng thân, mắt nhìn thẳng. Nhịp 3, 4 thu chân trái về hành tư thế đứng cơ bản. Nhịp 5, 6 nhúng duỗi gối, đồng thời đưa chân phải ra trước. Hai tay đưa sang ngang, bàn tay sắp, tay trái gập trước ngực. Bàn tay sắp, căng ngực, mắt nhìn thẳng. Nhịp 7, 8 thu chân phải về hành tư thế đứng cơ bản. 8 nhịp lần 2 như 8 nhịp lần 1 nhưng đưa chân sang ngang. Động tác 5, đẩy hông 4 lần 8 nhịp. Tư thế chuẩn bị, đứng thẳng, hai tay thả lỏng tự nhiên. 8 nhịp lần 1 và 3, di chuyển sang trái. Nhịp 1, 2, bước chân trái sang trái, gối trái hơi khuỵu, chân phải thẳng, đẩy hông sang phải, tay phải chết cao, bàn tay hướng sang bên, tay trái chống hông. Nhịp 3, 4, thu chân phải về cùng chân trái, hai tay chống hông, đẩy hông sang trái. Nhịp 5, đẩy hông sang phải. Nhịp 6, đẩy hông sang trái. Nhịp 7, 8, đẩy hông sang phải. 8 nhịp lần 2 và 4, di chuyển sang phải. Động tác 6, phặn mình 4 lần 8 nhịp. Tư thế chuẩn bị, đứng thẳng, hai tay chống hông. Nhịp 1, nâng gối trái lên cao, đồng thời đưa chéo sang phải. Tay trái đưa từ dưới sang ngang bàn tay sắp. Mắt nhìn tay trái, tay phải gập cẳng tay trước ngực. Bàn tay sắp. Nhịp 2, đặt chân và tay thành tư thế đứng cơ bản. Nhịp 3 như nhịp 1 nhưng đổi bên. Nhịp 4 như nhịp 2. Nhịp 5, nâng gối chân trái lên, đồng thời gập co ở gối. Hai tay đưa thẳng lên cao, ngửa đầu, lòng bàn tay hướng vào nhau. Nhịp 6 như nhịp 2. Nhịp 7 như nhịp 5 nhưng co gối chân phải. Nhịp 8 như nhịp 6. Tổng quan động tác từ 4 đến 6. Sau đây là nhịp đếm, các em cùng chú ý lắng nghe và thực hiện. Tư thế chuẩn bị, tư thế đứng cơ bản. 5, 6, 7 bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chuyển 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Một số bài tập thả lỏng. Bài tập về nhà. Thank you.
củng cố nội dung kiến thức bài học ngày hôm nay. Ở phần nội dung bài thể dục nhịp điệu nữ 16 động tác, các em đã ôn động tác từ 1 đến 3 và học mới động tác 4 đến 6. Các em lưu ý, khi thực hiện động tác chú ý biên độ động tác và nhịp điệu. Dặn dò các em nhớ tập luyện hàng ngày, bài thể dục nhịp điệu nữ khối 10, 16 động tác và bài tập thể lực về nhà mà cô đã giao cho các em. Khi quay bài thể dục nhịp điệu để nộp bài, các em nhớ vừa đếm vừa thực hiện động tác. Phần nội dung hôm nay đến đây là kết thúc. Chúc các em và gia đình luôn luôn khỏe mạnh.